xin hướng dẫn các bạn một cái câu lyric âm dài là Mi Thứ ha. Thì cái kiểu nó slide nó khá giống người của John Petrucci, giữa các quãng với nhau, slide trên dây 1 và dây 2, cũng tạo ra giai điệu khá dễ thương ha. Các bạn có thể nghe chậm và tập theo ha. Câu đầu nó như vậy thôi. Phần sau á thì các bạn đánh giữa cái dây son và dây mi cuối ha. Bắt đầu ngay ngang xuống 16 và chúng ta slide ngược từ nốt pha thang xuống ha. Như sau. Chậm nha các bạn. Câu đầu như sao? Rồi cái phần kết thúc á thì các bạn đánh nghe chỗ nó son này, son la pha thang ha, re mi thôi của gì si và gì gì son. Come on, move up à. Các bạn có thể thêm màu sắc một tí. À, tắt pin ngay chỗ cái harmonic cũng được ha, mình đánh lại câu này từ đầu nhé bạn. Kết thúc bằng cách thêm các nó là trong cái pentatonic blue các bạn ha. Vẫn được ha. Rồi, câu này chậm lục lần các bạn nghe nha. Hy vọng là câu lít nhỏ này cũng giúp ích cho bạn trong việc tập guitar điện ha. Các bạn có thể để lại comment nếu có thắc mắc, mình sẽ cố gắng giải đáp trong cái khả năng của mình nhé. Cái cây guitar điện này thì mình đang xài là thương hiệu Amigos phiên bản 2.0 dáng Strat ha các bạn, rất là đẹp. Các bạn có thể tham khảo trong link mô tả chi tiết bên dưới về cái cây này. Thì đó, cây này là cái cây custom làm cái màu gold, màu gold nhé các bạn, rất là đẹp. Còn các cây khác thì vẫn là màu chrome thôi, màu trắng. Fretboard mọi thứ rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Còn cái cần nhúng ở đây mình xài là cái của Wilkinson Style, rất là tốt ha. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ trong phần mô tả, mình sẽ giải đáp thắc mắc, tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.